Chào cô bác anh chị và các bạn, vui được gặp lại cô bác anh chị và các bạn trên kênh Chú Giúp của Hạnh Hoa Quả. Chúc cho cô bác anh chị có thật nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và bình an. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn một cái mẫu giỏ xinh xinh. Mẫu này để đi lễ chùa nhé. Mời cô bác anh chị và các bạn cùng mình lên cái mẫu giỏ này nhé. Xin mời anh chị và các bạn. Ở đây thì mình có 5 quả táo. Mình sẽ xếp 4 quả ở dưới. Dùng băng dính nhỏ này quấn 2 vòng để giữ cho những quả táo nó không bị rơi ra. Sau đó mình xếp nốt một quả táo lên phía trên này. Đấy. Và cũng dùng băng dính nhỏ để giữ nó lại, cố định nó lại. Giờ thì mình lấy cái lá của cây tuyết mộc lan nhé để mình trang trí cho giỏ này. Mình sẽ cắt tỉa cái lá của cái cây tuyết mộc lan này để trang trí nhé. Đấy, tạo hình. Để tạo cho chiếc lá nó có cái hình như này thì cô anh chị và các bạn cứ gấp đôi cái lá vào và chúng ta lấy kéo, dùng kéo cắt từ phần sống của nó, chúng ta cắt chéo lên. Đấy, khi mở ra thì nó sẽ được một cái hình chiếc lá như vậy để chúng ta trang trí. Rất mong là cô bác anh chị và các bạn nào mà đang theo dõi video mà chưa đăng ký thì hãy ấn vào cái nút đăng ký để ủng hộ cho Hạnh Hoa Quả đi ạ. Cảm ơn mọi người. Giờ thì mình sẽ dùng một phần ngọn của cái lá tuyết mộc lan nhé, xong quấn thành một vòng này. Chúng ta sử dụng một cái ghim nhỏ để chúng ta ghim nó lại, xong rồi gài vào đây. Đó.
Tiếp tục một cái nữa, chúng ta cũng làm như vậy. Ở cái mẫu này vì là cái giỏ nó nhỏ nhỏ xinh xinh cho nên mình chỉ cần sử dụng hai cái vòng như vậy thôi nhé. Và ở cái mẫu này thì mình có sử dụng là một bông hoa hồng nhé. Vì là dùng có một bông cho nên là mình sẽ chọn một bông nó có cái đầu bông to to một chút nhé. Mình sẽ cắm bông hoa hồng này vào điểm giữa của cái hình mà mình đã tạo từ những chiếc lá tuyết mộc lan đấy. Và bây giờ thì mình sẽ điểm vào chiếc giỏ này một số những cành baby này. Sau khi điểm xong các cái cành baby này thì coi như là tác phẩm của mình đã được hoàn thành đấy. Anh chị và các bạn đã hoàn thành được tác phẩm của mình chưa ạ? Nếu như anh chị và các bạn cần Hạnh Hoa Quả tư vấn điều gì thì cứ để lại câu hỏi ở dưới phần comment. Mình sẽ trả lời đầy đủ hết cả các câu hỏi cho anh chị và các bạn. Chúc cho anh chị và các bạn thành công. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Và đừng quên là cho mình một like rồi ấn vào nút đăng ký để ủng hộ ạ.